Xin chào mọi người cùng đến với channel của Sài Gòn Crypto. Thì đây là một kênh chuyên cung cấp thông tin về thị trường cryptocurrency. Hàng ngày thì mình sẽ ra video để cập nhật thông tin tình hình thị trường đến cho mọi người. Và mọi người cũng có thể là join vào nhóm Telegram, link mình có để dưới phần mô tả. Thì vào đó mọi người cũng có thể là sinh hoạt cũng như là đặt bất kỳ câu hỏi gì thì mình cũng sẽ trả lời cho mọi người một cách cũng như là khách quan nhất ha. Thì hôm nay là ngày 11 tháng 4 của năm 2022. Thì sáng nay thì BTC vừa đóng nến tuần của tuần vừa rồi ha. Thì có lúc thì BTC về mức thấp nhất là ở mức là 41.800. Lúc đó là BTC đóng nến tuần của thời gian là khoảng là sáng hôm nay mọi người ha. Thì cho ta thấy được là BTC đang có một cái sự điều chỉnh về cái vùng là 41.800. Hiện tại thì BTC đang có một sự phục hồi rồi. Thì ở những cái video hôm qua thì mình cũng có nhận định là BTC nếu mà sáng nay mà nó đóng nến tuần tiệm cận mốc quanh khu vực là 42.000 thì đó sẽ là một mô hình là mô hình nến Evening Star, là mô hình nến sau hôm, là một mô hình nến là báo hiệu cho cái xu hướng giảm giá của BTC ở thời gian sắp tới. Thì đó là cũng là chỉ là một cái mô hình thôi mọi người ha. Thì cũng có thể là nó sẽ cũng không có hình thành cái mô hình đó. Thì hôm nay thì chúng ta cùng xem qua cái crypto wallet ha. Thì overview của thị trường thì BTC, khi BTC điều chỉnh thì đa phần các đồng altcoin thì nó cũng đang có sự điều chỉnh theo ha. Thì đồng nào thì cũng đã giảm khoảng mười mấy đến 20% rồi. Thì chỉ có riêng nhiều nhất là cái đồng SEP này thôi à. Thì một vài ngày đây thì nó có sự tăng trưởng đột biến thôi. Còn đa phần thì khi mà BTC điều chỉnh thì nói chung là đồng nào thì nó cũng điều chỉnh ha. Chỉ có một vài đồng nó tăng rồi tăng lên thôi, nhưng mà nó sẽ không có duy trì được quá lâu đâu. Bằng chứng là mọi người cũng có thể thấy là Near ở cái thời gian rồi thì khi mà nó tung rất là nhiều thông tin tốt, ví dụ như là kêu gọi vốn được 350 triệu đô, rồi cái thông tin tốt thứ hai mà mình thấy là nó tốt nhất là cái thông tin là nó chuẩn bị sắp phát hành ra cái đồng stablecoin là cái đồng USN của nó, thì có lúc nó tiệm cận đến gần phá cái ATH cũ của nó là ở cái vùng 20 đô luôn. Nhưng mà sau đó thì BTC nó cứ điều chỉnh như vậy thì lập tức thì NEAR nó cũng không có duy trì được sức mạnh của nó, và nó cũng hiện cũng đang điều chỉnh rồi. Thì NEAR mình thấy hiện tại thì đang về loanh quanh ở cái vùng là 16 đô, có lúc thậm chí là dưới 16 đô thôi. Thì không có bất kỳ một đồng coin nào mà chống lại một cái cơn bão của khi mà BTC nó đang có sự điều chỉnh hết. Thì hôm nay chúng ta cùng xem qua chỉ số tham lam và sợ hãi nha. Chỉ số tham lam và sợ hãi của chúng ta hiện tại đang ở mức là 32 điểm, có nghĩa là chúng ta đang trong một cái vùng sợ hãi. Thì tuần mới vừa đây, khoảng tuần trước đi, thì chúng ta vẫn đang là ở mốc là 52 điểm mà 52 điểm thì nhưng mà hiện tại thì trong cái thời gian vài ngày đây thì cái chỉ số này nó cứ loanh quanh ở vùng 32 điểm, có lúc là 32, 34, nhưng mà chung quy lại thì chúng ta vẫn đang trong cái vùng sợ hãi khi mà BTC nó điều chỉnh về tiệm cận về cái vùng 42.000 là một cái vùng là hỗ trợ dành cho BTC. Thì ngày hôm qua là cái quỹ của Luna Foundation này thì họ lại tiếp tục mua thêm là 4.117 BTC, tương đương với lại là 174 triệu đô la Bitcoin là trong cái ngày hôm qua. Đây là cái transaction của nó ha. Mọi người có thể thấy là trong cái khoảng thời gian là ngày hôm qua, là khoảng là ngày 10 tháng 4 là ngày hôm qua vào 2 giờ 43 phút AM giờ UTC ha. Thì đầu tiên thì vào là khoảng 8 giờ 26 phút chứ giờ AM giờ UTC, thì đầu tiên là họ mua 1.482 Bitcoin vào lúc 8 giờ 26 phút. Và tiếp đến là họ vào 8 giờ 49 này họ lại mua thêm 492 BTC. Và đến là 8 giờ 49 là họ lại mua thêm là 1.174 BTC ha. Và cuối cùng là ở mức là 8 giờ 49 phút là họ mua 981 BTC. Thì một lần họ mua khá là nhiều BTC ha. Thì tổng cái số tiền hôm qua họ bỏ ra mua BTC là lên đến là 174 triệu đô la. Và hiện tại thì cái quỹ Luna này hiện tại thì họ đã nâng cái số lượng BTC mà hiện tại họ đang nắm giữ lên là ở mức là 39.897 BTC. Thì mình có nhân ở đây nè, ví dụ như là cái 39.897 BTC họ đang nắm giữ mà mình nhân với con số là khoảng là 42.000 ha, và mình cho là BTC hiện tại đang có giá 42.000 đi, là hiện tại thì họ đang nắm giữ là cái số tiền hiện tại này là 1 tỷ 600 75 triệu đô la. Thì ông Do Kha Won là nhà đồng sáng lập của Luna, thì ông vừa rồi thì ông cũng tuyên bố rồi,
thì ông sẽ có sẽ mua thu mua dần gom dần dần BTC lên đến khoảng là tầm đến 10 tỷ đô la ha. Mà hiện tại thì con số này mới là 1 tỷ 675 triệu đô la này, có nghĩa là cái thời gian và cái số lượng BTC ông ta sẽ còn gom rất là nhiều nữa mọi người ha. Thì hiện tại thì đến ông có đến là khoảng là dự định là 10 tỷ đô la, thì hiện tại ông chỉ mới là gom được 1 tỷ 675 triệu đô la. Và hiện tại là trong thời gian vừa rồi thì mọi người thấy ông thu mua gom chỉ những cái ngày ông thu mua gom thì cũng không cách xa quá quá là nhau đâu mọi người ha, nó chỉ là vài ngày thôi. Và mình cùng xem qua coi là hiện tại là những cái công ty và quỹ tổ chức của cái trang Bitcoin treasury.net này, thì mình để xem là cái công ty nào hiện tại thì họ đang là đứng đầu của cái trang này, là họ công bố ha. Hiện tại thì đứng đầu là vẫn là cái công ty là MicroStrategy của Michael Saylor ha. Thì hiện tại thì cái con số lượng mà Bitcoin họ đang nắm giữ nè là 129.218 số lượng Bitcoin. Mà có số lượng của Luna là hiện tại chỉ mới là 39.897 BTC thôi. Tại vì sao? Tại vì công ty này thì họ đã gom từ năm 2020 đến thời điểm hiện tại rồi mọi người ha. Có nghĩa là họ gom khoảng là đã gần là khoảng tầm 2 năm rồi. 2 năm rồi, trong khi là Luna thì họ mới chỉ gom gần đây thôi. Là con số tiền mà họ của cái công ty MicroStrategy này là đang bỏ bỏ ra để mua BTC là ở mức là 3 tỷ 965 triệu ha. Thì để mà ông Do Kwon là nhà đồng sáng lập của Luna đó, thì ông cũng tuyên bố rồi ông sẽ là người nắm holder BTC, chỉ xếp thứ hai sau Satoshi Nakamoto là cha đẻ của BTC thôi. Thì cho ta thấy được là cái tham vọng của ông mà, thì ông mua BTC để ông làm cho cái quỹ bảo trợ của cái đồng stablecoin là cái đồng USN của ông mà. Thì chúng ta ở thời gian tới thì chúng ta sẽ còn nghe rất là nhiều thông tin khi mà cái quỹ Luna Foundation này thì họ sẽ tiếp tục thu mua gom thêm Bitcoin nữa, tại vì cái số tiền mà họ dự định thì bỏ ra sẽ chỉ định là sẽ đến là đến 10 tỷ đô la, mà hiện tại thì con số thì họ bỏ ra thì mới khoảng là gần 2 tỷ đô thôi mọi người ha, gần 2 tỷ đô thôi. Thì hiện tại thì cái số lượng mà các công ty mà quỹ tổ chức của cái trang Bitcoin Treasury nè, thì họ họ đang nắm giữ là 1.495.992 Bitcoin. Thì cái con số này thì mình cái bảng xếp hạng này thì mình thường xuyên mình theo dõi ha, thì mình thấy là cái con số này nó vẫn tăng lên theo thời gian nè, mặc dù nó không có tăng quá là đột biến ha, nhưng mà con số này mình nhận thấy thì nó vẫn tăng theo thời gian. Rồi một thông tin nữa là sáng nay thì mọi người có thể thấy là khi mà BTC đóng đến về một cái mức thấp nhất là ở mức là 41.800 đô la trên một Bitcoin. Thì nếu mà về thông tin on-chain thì chúng ta có thể cho rằng là khi mà BTC điều chỉnh mạnh như vậy thì có tin là Fed thì họ sẽ chuẩn bị là công bố cái tài liệu về chỉ số lạm phát vào ngày thứ ba là thứ ba của Hoa Kỳ. Thì các nhà phân tích cho rằng là chỉ số lạm phát thì từ 8,4% hoặc là dưới là hợp lý ha. Thì đầu năm nay thì mọi người cũng có thể biết là khi mà Mỹ họ công bố cái chỉ số CPI là chỉ số tiêu dùng này, lạm phát này, nó tăng lên đến tận là 7,8% là cái chỉ số là cao nhất, chỉ số lạm phát tiêu dùng là cao nhất trong vòng 40 năm kể lại đây ha. Thì đây là cái lịch mà Mỹ là họ sẽ công bố cái chỉ số CPI này ra ha, là khoảng là ngày mai thứ ba giờ Mỹ nha mọi người ha. Thì khi đó thì Mỹ họ sẽ công bố mức tăng lãi suất, và các nhà phân tích thì họ cũng cho rằng là cái chỉ số CPI này nó sẽ dưới cái mức 8% thì nó sẽ là hợp lý dành cho cái chỉ số CPI này. Thì sáng nay khi BTC điều chỉnh thì chúng ta cũng có thể cho rằng là khi Mỹ họ chuẩn bị công bố cái chỉ số CPI này ra làm cho cái giá của BTC điều chỉnh. Thì mình cùng xem qua trong vòng 24 giờ qua này thì có là 122 triệu đô la bị thanh lý, thì số lượng hợp đồng bị thanh lý là 45.657. Thì mình thấy là con số này thì thực sự là nó ít hơn chứ không không có nhiều đâu, tại vì mọi người có thể thấy là BTC hiện tại thì nó dao động trong một cái biên độ khá là hẹp, chỉ khoảng tầm 1.000 hơn 1.000 giá thôi,
nhưng nó không có dao động khoảng như là 3-4 nghìn giá khi BTC điều chỉnh rất là mạnh, thì lúc đó thì cái số lượng tiền bạn thanh lý này nó mới nhiều. Còn hiện tại BTC nó dao động cũng không quá là nhiều, nó tuy là nó vẫn xuống nhưng mà nó dao động không quá nhiều là nhiều bạn ha, chủ yếu là trong phạm vi từ trên dưới 1.000 giá thôi. Trong vòng 4 giờ qua, 4 giờ giờ qua là gần nhất ha, là khi BTC có sự điều chỉnh đến mức thấp nhất là 41.800 đô, thì chủ yếu là mọi người thấy có đến là 9 tận 92% là lo về thanh lý. Còn trong vòng 24 giờ qua thì có là 64% số lượng lệnh long và thanh lý ha, và dẫn đầu vẫn là sàn Binance, là sàn quen thuộc, tiếp đến là sàn OKX, thứ ba là sàn FTX. Thì khi mà BTC hiện tại thì mình thấy là đang điều chỉnh về những cái vùng là cái vùng hỗ trợ của nó, cái vùng 42.000 thì mình thấy là BTC cũng không có một cái biên độ dao động lớn làm cho cái những cái cột này, là cái cột số lượng lệnh long, cái số tiền của lệnh long và lệnh short của thanh lý này thì nó cũng giảm, nó cũng rất là nhỏ, rất là nhỏ so với những cái ngày của thời gian trước. Thì mọi người thấy ở cái khu vực này không, thì cái volume của nó này, cái cột của nó là rất là bé so với những cái volume mà thời gian trước, cái cột của thời gian trước. Mình xem qua chỉ số funding rate của thị trường hiện tại thì xem như thế nào. Hiện tại thì sau khi mà BTC mà sáng nay mà đóng nến xấu như vậy đó, đóng nến tuần thì mình thấy là chỉ số này thì đa phần ở các sàn thì đều đang ở mức âm, có nghĩa là cái số lượng phe short thì nó đang chiếm ưu thế hơn so với số lượng phe long, và hiện tại thì số lượng phe short thì họ đang là trả cái phần phí cho cái số lượng bị phe long ha. Chỉ số này chỉ số rất quan trọng nha mọi người, nếu mà anh em nào chơi long short thì nên tham khảo cái chỉ số này ha, thì trước khi chúng ta là vào lệnh, tại vì chỉ số này thì cũng là một phần phản ánh cái thị trường của thời điểm hiện tại. BTC ở sàn Binance, sàn Binance thì mình thấy là nó cũng tương đương nhau thôi. Đấy, phe long là chiếm ưu thế hơn, sàn FTX phe long chiếm ưu thế hơn, nhưng mà ở các sàn khác thì mình thấy là cái phe short thì họ chiếm ưu thế hơn so với phe long. Mình cùng xem qua cái chỉ số là BTC, cái lượng nạp vào và rút ra của BTC ở thời điểm hiện tại xem như thế nào. Thì ngày ngày 9 và là ngày 10 thì hôm qua thì có số lượng lượng BTC được nạp lên sàn thì nó nhiều hơn so với số lượng được rút ra. Vài ngày trước đó thì mình thấy là cái số lượng mà BTC được nạp lên sàn cũng lớn hơn. Thì cái giá của BTC hiện tại đang điều chỉnh, điều chỉnh xuống. Thì làm thì cái đây là cũng là một phần là phản ánh cái giá của BTC đang điều chỉnh này. Mọi người không? Thì hôm nay thì chúng ta cùng xem qua cái biểu đồ chart ha. Thì hiện tại thì tổng vốn hóa của thị trường thì đang ở mức là 1.931 tỷ đô la. 31 tỷ đô la thì mình thấy là nó đã nằm dưới cái đường EMA 200 ha. Và nó đang hiện tại thì nó đang lăn quanh ở khu vực là hỗ trợ của nó ở khu vực là 1.930 tỷ đô la. Thì hiện tại thì trong ngắn hạn thì mình thấy là cái tổng hóa của thị trường thì nó cũng hơi xấu một chút xíu thôi, nhưng mà nó vẫn đang nằm trên được cái khu vực hỗ trợ của nó, thì nó cũng cũng chưa phải là quá tồi tệ nha mọi người. Còn total 2 là tổng vốn hóa của thị trường thì ngày hôm qua thì nó vẫn nằm trên cái đường EMA 200 mà, nhưng mà hôm nay thì nó đang nằm dưới đường EMA 200 rồi, thì nó cũng tương tự như là cái total 2 thì cũng tương tự như là total thôi. Thì mình thấy là nó đang nằm ở cái khu vực là hỗ trợ của nó. Thì mình xem qua cái biểu đồ của BTC Domain ha. BTC Domain này thì chúng ta có thể thấy là trong cái một cái mô giảm rất là dài như thế này thì cả thị trường altcoin hồi phục rất là tốt. Nhưng mà hiện tại thì trong khoảng là 3 4 5 6 7 8 9 là nói chung là khoảng tầm hơn một tuần nay rồi, thì chỉ số Domain này thì nó đang sideways trong một cái biên độ như thế này. Thì hiện tại thì mình thấy là mình khả năng là thời gian tới thì BTC Domain này nó sẽ tăng lên để nhường cái thị phần sân chơi, những cái sân chơi dành cho
BTC để nó đẩy giá lên. Thì mình nghĩ là ví dụ như trước khi mà altcoin muốn tăng giá thì cái BTC dominant này nó phải tăng lên sau đó đó rồi nó mới hạ xuống, à hạ xuống rồi altcoin mới bay bay được cho mọi người hơn. Còn hiện tại thì để cái thời gian mà altcoin bay thì mình nghĩ là nó chưa đâu, chưa phải đâu. Trường hợp là BTC dominant này nó phải tăng lên này, có nghĩa là nó phải đẩy cái giá cho BTC lên, rồi sau đó thì cái giá của BTC thì nó sẽ có thể là đi sideways, rồi cái BTC dominant này nó hạ xuống thì lúc đó thì thị trường altcoin thì cũng của chúng ta thì mới hồi phục ha, cũng tương tự như là cái khu vực trước đó ha. Thì lúc đó thì khu vực này thì BTC dominant tăng lên một cái khoảng thời gian là khá là dài, sau đó thì BTC dominant thì nó mới hạ xuống rồi thời gian vừa rồi là altcoin có support rất là tốt rồi. Còn hiện tại thì trong khu vực này thì mình thấy là BTC dominant nó tiếp tục nó sẽ đi sideways, đi sideways ha, và sau đó thì nó sẽ bắt đầu nó tăng BTC dominant lên. Rồi quay trở về với biểu đồ quen thuộc là biểu đồ của Bitcoin ha. Bitcoin thì hôm qua trong video hôm qua thì nếu mà anh em nào xem video của mình ha, thì anh em cũng có thể thấy là hôm ở video hôm qua thì mình có nhận định là khi mà BTC đóng nến tuần là tuần vừa rồi là sáng hôm nay ha, BTC đóng nến tuần mà nó mà tiệm cận ở cái vùng là 42.000 thì sẽ xảy ra là một cái mô hình, là một cái mô hình là nến sao hôm ha. Để mình vẽ mô hình nến sao hôm, là mô hình này là mô hình bảo hiểm cho cái xu hướng giảm giá ngắn hạn của Bitcoin ha. Mặc dù ví dụ như là cái mô hình này nè là cái giá nó phải ở khu vực là 41.200 thì mình thấy là cái mô hình này nó sẽ là rõ ràng hơn, nhưng mà khi mà BTC mọi người có thể thấy là BTC nó đóng cây nến của tuần vừa rồi này là sáng hôm nay là nó mức thấp nhất là 41.800, thì đây vẫn có thể coi được là một mô hình nến sao hôm, là một mô hình là báo hiệu cho cái xu hướng giảm giá ở thời gian sắp tới. Thì hôm qua ở trong video hôm qua thì mình cũng nhận định về cái mô hình này rồi. Thì sáng hôm nay thì BTC này mọi người có thể thấy là mình để cái chuột vào cái nến này ha, thì mình nhìn qua góc bên tay trái ở cái khu vực bên trên này thì cây nến tuần của vừa rồi thì cái giá thấp nhất để giá đóng cửa ở mức là 41.868 và cái giá cao nhất là 47.200. Có nghĩa là BTC ở trong cái thời gian vừa rồi thì nó dao động trong phạm vi là khoảng là hơn 5.000 giá mọi người ạ. Thì ở khung ngày của BTC thì sáng nay thì khi mà BTC nó break xuống được khu vực 42.000 là mức thấp nhất là 41.800, thì hiện tại thì BTC đang có cái sự phục hồi lên của nó ở cái vùng là 42.300 rồi. Thì sau khi mà BTC mà đóng nó đóng một cây nến ở Marubozu là nó break xuống khu vực 45.000 này và đã đóng nến ở dưới khu vực này thì mình đã thấy được là cái tín hiệu xấu của BTC rồi. Và hiện tại thì BTC vẫn đang trong ngắn hạn, giai đoạn ngắn hạn thì BTC vẫn đang trong một cái xu hướng giảm giá, và ở cái vùng 42.000 này là một cái vùng hỗ trợ tiếp theo của BTC. Trước đó là vùng hỗ trợ là 45.000, nó đã break qua rồi, được rồi. Và cái khu vực là 42.000 này thì sẽ là một cái khu vực ở hỗ trợ tiếp theo đó của nó nữa. Thì sáng nay là cái về cái khung ngày nha. Khung ngày đóng nến này sáng nay ở mức là 41.800 thì nó có nghĩa là nó đã rớt qua được cái khu vực là 42.000, thì lập tức là đang có một cái lượng lượng cầu vào làm cho đẩy cái giá của cái BTC lên lên lại ở cái vùng là 42.000 này. Thì mình thấy là cái khoảng thời gian mà BTC nó rớt xuống cái khu vực là 42.000 thì mình thấy là nó cũng khá là ngắn thôi, thì lập tức là có cái lượng cầu vào làm đẩy giá BTC lên mọi người ha. Và hiện tại thì chúng ta là đang được hỗ trợ bởi khu vực 42.000 này. Thì mình thấy là khu vực 42.000 này thì mình thấy là nó cũng không có phải là nó quá chắc chắn đâu nha mọi người ha. Thì ban đầu là cái khung tuần vừa rồi thì nó đã đông nó hình thành, đã hình thành một mô hình nến là mô hình nến sao hôm, là một mô hình nến là báo hiệu cho cái xu hướng giảm giá ở cái thời gian tiếp theo. Thì hiện tại thì mình thấy là anh em cũng nên có anh em cũng nên có những chiến lược chơi cho phù hợp cho bản thân nè. Thì ở cái mà ở cái thời gian mà BTC đã đóng nến ngày dưới khu 45.000 này thì mình thấy là mình lúc đó thì mình cũng cũng kêu anh em rất là cẩn thận,
Tại vì là lúc đó thì đa phần các đồng anh coi thì nó cũng đang có sự điều chỉnh giá lại sau khi mà nó đã tăng giá lên khá là cao, thì mình cũng nói là anh em có phải có những cách chơi phù hợp cho bản thân. Và ở thời điểm hiện tại thì các đồng nếu mà anh em nào chơi anh coi á, thì nếu mà để mà nếu mà các đồng anh coi nào về cái vùng entry phải thật sự là tốt thì anh em mới đi CA thôi ha. Còn những đồng anh coi nào mà chưa mình thấy thì chưa phải là tốt lắm thì mình cũng không nên vào ha. Còn đồng anh coi nào phải về vùng thực sự là tốt thì anh em mới đi CA, nhưng mà anh em chỉ nên đi CA và 1/4 của mình thôi. Trừ trường hợp mà BTC nó có xấu hơn thì chúng ta vẫn còn đô để chúng ta đi CA thêm ở những cái vùng giá tiếp theo cho mọi người ha. Thì ở thời gian hiện tại thì chúng ta không có nên vào lệnh vô tư, vào lệnh vô tội vạ như là cái thời gian mà BTC đã rút được cái khỏi khu vực là 45.000 ha. Và thời gian hiện tại thì chúng ta phải là kỷ luật hơn bản thân mình, và chúng ta rất là phải hạn chế vào lệnh. Trường hợp mà cái con nào mình thấy là thích quá thôi và mình thấy là về vùng entry thực sự là nó đã quá là tốt rồi thì mình mới là tham gia thôi, và mình tham gia chỉ nên là 1/4 của mình để khi mà trường hợp BTC xấu mà nó test dưới những cái vùng hỗ trợ tiếp theo tiếp đó của nó thì chúng ta vẫn còn đô để chúng ta tích xây thêm. Mà thì cái chiến lược này thì mình đã nhắc lại đi nhắc lại rất là nhiều lần ở trong những video gần đây sau khi mà BTC nó rớt xuống khu 45.000 rồi mọi người ha. Thì nếu mà anh em nào mà một vài video gần đây thì nếu mà thường xuyên theo dõi video của mình thì có thể biết được là cái nhận định của mình ha. Thì hôm nay thì mình cũng xem qua một vài đồng an coin, một vài đồng an coin ha, một vài đồng thì mình thấy là nó có diễn biến của thị trường vừa qua, và một vài đồng an coin thì các bạn cũng nhắn tin nhờ mình phân tích. Thì mọi người thấy thì khi mà Near tung rất là nhiều thông tin tốt ở cái thời gian vừa rồi thì có lúc là Near nó lên đến tận là 19 19 đô 8 80 mấy, gần 20 đô, có nghĩa là nó gần phá cái ATAC ở cái khu vực này mọi người ha. Nghĩa là nó gần phá ATAC của nó ở gần cái khu vực này. Thì rất là không may cho Near thì Near lại tung ra khá là nhiều thông tin tốt ở trong cái thời điểm mà BTC đang điều chỉnh, thì không có bất kỳ một đồng coin nào mà nó cứ tăng mãi được mọi người ha. Thì mọi người phải xem là khi mà đồng coin của mình nó tăng, mặc dù thông tin tăng rất là tốt nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái view của BTC. Nếu mà BTC giảm như vậy thì không có bất kỳ một đồng nào mà nó tăng mãi được như vậy, thì chúng ta cũng nên là có những chiến lược chơi cho bản thân, và chúng ta cũng nên chốt lời dần dần theo thời gian này chứ. Còn ví dụ như anh em nào mà không có thời gian mà hầu vậy cũng được ha. Quan trọng là cái đồng Near thì vẫn là một cái đồng là về trung hạn và dài hạn thì mình vẫn đánh giá rất là tốt. Thì anh em nào mà không có thời gian mà cứ nắm giữ thì vẫn không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà anh em nào mà theo cái trường phái là trade ấy, mà thì cũng nên chú ý ha. Cái này là cũng là một cái tip ha. Thì khi mà BTC đã ốm và điều chỉnh thì mình khi mình thấy cái đồng altcoin của mình nó tăng lên đến những cái vùng quan trọng ha. Ví dụ như cái vùng ATH này là cái vùng quan trọng tiếp theo là cái altcoin của mình có thể sẽ đạt được nè, thì chúng ta cũng nên chốt lời dần dần một cái phần phần lời của mình ha. Chứ mà chúng ta cũng nếu mà theo anh em theo trường phái trade thì nếu mà anh em thấy là như vậy thì anh em cũng nên chốt lời dần dần, chứ cái đồng altcoin của mình thì nó sẽ không có chống chọi được cơn bão của BTC lâu được ha, nó chỉ chống chọi được một thời gian ngắn thôi. Thì đó là theo trường phái trade. Còn ví dụ như anh em đã chọn được một đồng altcoin tốt của bản thân thì anh em ví dụ không có thời gian hoặc anh em cứ để đó thì cũng không có vấn đề gì ha. Thì mình đang 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 chia sẻ cho anh em, nếu mà anh em nào theo trường phái trade thì đây là cũng một cái tip để anh em chú ý. Thì hôm nay thì mình cùng xem qua một số con nè. Con này con là EOS, thì cũng có một bạn nhắn tin nhờ mình phân tích nè. Thì con EOS này thực sự là mình cũng lâu rồi mình không chơi con này. Thì mình chơi con này từ cái giai đoạn là nửa đầu năm 2021 rồi. Thì cái mùa khoảng là cái khu vực thời gian mùa 1 ạ. Thì bắt EOS thì mình mua ở cái mức là bao nhiêu đô thì mình quên mất rồi. Ở cái vùng là đâu là 4 đô mấy đó, 4 đô mấy 5 đô đó. Mình đu OS ở cái vùng này này. Thì sau khi ngày 19 tháng 5, ngày 19 tháng 5 thì là một ngày mà đáng nhớ với những anh em nào mà ở trong trải qua cái thời gian vừa rồi ha, là ngày sinh nhật Bác Hồ đó. Thì ngày 19 tháng 5, sau ngày 19 tháng 5 thì EOS nó giảm về khá là sâu từ, để mình xem coi. Ngày 19 tháng 5. Đây ngày 19 tháng 5 đấy ha. 19 tháng 5 thì
thế nó giảm từ mấy lúc mà mình đu iOS đâu tận là 5 đô này, thì nó lúc nó giảm về 3 đô 6 mình tưởng là thấp rồi, nhưng mà sau đó thì khi BTC nó cứ sập sình vài tháng như vậy trong cái khu vực là từ tháng 6 đến từ tháng 5 cho đến lại tháng 7 thì iOS thì nó cũng biên độ rất là nhất thất thời. Còn cái thời gian mà mùa anchor season của cuối năm vừa rồi thì iOS thì nó có lúc nó tăng lên cao nhất là chỉ là 6 đô, hơn 6 đô một chút xíu thôi, và không có đạt được sự kỳ vọng của các anh em hậu iOS, khi mà ngay cả mùa 1 thì nó lên đến tận là 15 đô ha, mà thời gian nó trụ ở khu vực này thì nó cũng không quá là dài, chỉ có vài ngày thôi, vài ngày thôi mọi người thấy không, thì lập tức nó bị áp lực bán rất rất là mạnh. Thì con iOS này thì ICO của nó vào năm 2018 nha mọi người ha, là cao kỷ lục của thị trường từ lúc đó tới giờ luôn, là đến là ICO là gọi vốn đến tận 4 tỷ đô, 4 tỷ đô, nhưng mà nó cái biên độ giá của nó mọi người thấy nó không có tăng được như kỳ vọng, nó chỉ lên nó cao nhất là đến là vùng là 15, mấy đô 15 đô thôi, và mấy năm trở lại đây rồi cũng đã 4 năm rồi ha, thì cái mức kỳ vọng tăng giá của nó thì không có đạt được kỳ vọng so với lại phần đông số đông. Thì ở cái giai đoạn mùa 1 thì mình đã cắt EOS rồi, mình thấy là phiêu quá, mình cắt cũng cắt luôn rồi. Thì ở cái mùa 2 của năm vừa rồi thì nó tăng cũng không được như kỳ vọng, và hiện tại thì mọi người thấy cái chè của nó cứ đi sideways, nó đi giảm xuống như thế này biết thôi. Thì đây là cũng là hiện tại là cái giá cũng là khá là giảm khá là nhiều của con EOS rồi, tại vì mọi người có xem là cái vực khu vực đáy của cái thời gian vừa rồi là lên có mức có lúc mà xuống đến là 1,8 đô, 1,8 đô có nghĩa là cả năm 2021 thì nó không có lúc nào mà nó giảm nhiều về như vậy, chỉ có là đến là tận là năm 2020 ha, là cách đây là cũng là khoảng tầm 2 năm, chỉ có 2 năm trước thôi thì chúng ta mới thấy cái đáy EOS ở cái vùng thấp nhất thôi, còn cả năm 2020 thì chúng ta không có thấy bất kỳ một cái đáy nào thấp như là cái đáy của cái những tháng đầu năm của năm 2022 ở thời điểm hiện tại ha. Thì con EOS này thì mình thấy là anh em cũng không có nên chơi những đồng coin cũ, mà những đồng coin cũ không có thu hút được dòng vốn nào. Ví dụ những đồng coin cũ mà nó đã lớn rồi, nó có sự an toàn rồi và nó vẫn phát triển tốt thì nó thu hút được dòng tiền bên ngoài thì mình không nói. Còn những đồng coin cũ anh em nên tránh những đồ chơi những đồng coin cũ mà nó cái dạng cứ đi 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 như thế này, và cái thông tin nội bộ, cái thông tin phát hành, cái thông tin mà nhà phát triển của họ thì họ cũng không có tung ra cái những cái ứng dụng tốt để thu hút được dòng tiền ở bên ngoài, thì anh em cũng hạn chế chơi những cái đồng coin như thế này ha mọi người ạ. Đây con ICP, mọi người hay gọi vui con này là hoàng tử công nghệ. Hoàng tử công nghệ thì con này thì mình thấy độ đẹp nó họ cũng vẫn đang làm việc ha, cũng đang làm việc với nhân sự, cái lượng số lượng nhân sự của đội dev của con ICP này thì mình thấy là cũng khá là nhiều ở trong cái thế giới crypto này ha. Thì nó không phải đứng là top đâu, nhưng mà nó mình thấy là nó vẫn khá là nhiều so với lại những cái đồng ăn coi khác. Cái thông tin là con ICP này thì vừa rồi thì mình nghe thông tin là nó giá nó xả vậy là do chủ yếu là dev, thì thông tin này mình nghe nói như vậy thôi chứ mình cũng chưa xác thực nên mình cũng không biết chính xác ha. Nếu mà anh em nào mà quan tâm về con ICP này thì có thể là tìm hiểu nha mọi người. Thì con ICP này thì nếu mà mình cũng không có khuyến khích là anh em tham gia nha, tại vì cái chặt này toàn là chặt xả không, và cái mỗi lần sự điều chỉnh hồi lên của nó thì mình thấy là cũng không có cao, không cao ha. Thì thời gian vừa rồi thì nó chỉ tăng lên tận là 2-3 thôi, và hiện tại nó cũng đang điều chỉnh về 17 đô nè. Thì anh em chỉ tránh chơi những cái đồng coin như thế này mọi người ha. Thì nếu mà anh em chơi chủ yếu là anh em khi mà, nếu mà anh em mà thích á thì có thể là khi mà con ICP nó giảm về sâu thì anh em có thể là canh bắt sóng hồi thôi, và khi mà nó hồi lên thì chúng ta thoát. Như vậy thì mình nghĩ là như vậy là chiến lược chơi của những con như thế này thì nó sẽ an toàn hơn ha. Chứ anh em cũng hầu thì mình cũng không có chắc nha mọi người ha, thì đó là quan điểm cá nhân của mình thôi. Còn Mina ha, Mina thì thời gian trước thì mình khôn cho mọi người mua ở mức là 1,65 đô vào ngày 14 tháng 3. 14 tháng 3 thì đến nay là cũng là gần một tháng rồi ha, 1,65 đô. Để mình đo xem cái vùng 1,65 đô là cái vùng nào. Đây 1,65 đô này, mình may mắn là mình cho mọi người mua là ngay đáy luôn nè. Ngay đáy mà chỉ là mình khôn cho mọi người mua là một hai ngày sau là nó bay lên nè. Đó là may mắn thôi nha mọi người, chứ cũng không phải hay gì đâu. Thì 1,65 đô đến thời điểm mức giá hiện tại là 72%. Còn cái giá cao nhất thì nó cũng tăng lên hơn được x2 ha.
còn giá hiện tại thì tăng 7,3% mà trong khoảng thời gian là gần một tháng, thì mình thấy là cái khoản lợi nhuận đối với một coin nền tảng được đánh giá cao đấy, vậy thì mình thấy là rất là cực kỳ là tốt rồi. Còn ví dụ như là ví dụ như mọi người có thể là chơi shitcoin, meme coin, thì ví dụ như là X2 thì rất là đơn giản nè, thì rất đơn giản thì chúng ta cũng rất đơn giản thôi, nhưng mà những đồng shitcoin thì chúng ta chỉ nên chơi với những cái số vốn là có thể là mất thôi, ít thôi. Còn những đồng coin con nền tảng như được đánh giá cao như Mina thì mình thấy là cái sự an toàn của nó đương nhiên là sẽ cao hơn rất là nhiều so với những đồng coin khác. Thì để mà một đồng coin mà X2 trong một cái thời gian là khoảng tầm một tháng, và đối với coin nền tảng thì mình thấy là với mức độ an toàn như vậy thì mình thấy là sự là mình đánh giá rất là cao. Còn con hiện tại là 2,9 đô, 2,9 đô với lại cái xu hướng BTC của thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là anh em có thể là chờ Mina về hồi về những cái vùng như ví dụ như 2,5 ha, 2,5 đô thì mình nghĩ là sẽ là cái vùng giá tốt hơn dành cho con Mina này. Hoặc là 2 đô, 2 đô hoặc 2,5 đô thì mình nghĩ là hai cái vùng này thì anh em có thể là chia vốn ra và bắt nè. Tại vì hiện tại thời điểm hiện tại anh em cũng có thể biết là quan trọng nhất là vẫn là BTC. BTC đang xấu như vậy thì chúng ta phải là khắt khe hơn cái cách vào lệnh của chúng ta so với thời gian trước, thì mỗi thời gian chúng ta phải có những cách chơi phù hợp cho mọi người ha, chứ cũng chúng ta không thể là có một cách chơi mà lúc nào cũng áp dụng vào thị trường, kể cả lúc thị trường downtrend, lúc thị trường sideways và lúc thị trường uptrend thì chúng ta cũng đều có một cách chơi như vậy, thì mình thấy là không hợp lý. Nói chung là chúng ta phải biến hóa khôn lường ha, chúng ta phải biến hóa và thay đổi những cái cách chơi cho nó phù hợp vào những cái thời điểm của thị trường hiện tại. Thì đó là quan điểm của cá nhân của mình ha. Còn những anh em nào mà thích hold mà không có thời gian thì cũng không vấn đề gì ha. Thì mình thấy là cách chơi đó phù hợp với bản thân của mình thì mình muốn chia sẻ cho anh em thôi. Còn tiếp theo còn energy, con energy này thì cũng lâu lắm mình không chơi. Con này thì mùa mùa đầu tiên của năm 2021 này thì mình có mua con này. Con này energy hiện tại đang ở cái mức là 1,65 đô. 1,65 đô thì mình thấy là nó cứ lững lững, nó cũng không có phải là quá là thấp, cũng không phải quá là cao. Thì mình thấy là cái mức 1,65 đô thì cũng là chưa phải cái giá nó tăng quá cao. Còn energy thì nó, nhưng mà cái mức 1,65 đô thì mình thấy là nó cũng không phải là thấp dành cho con energy nha. Thì mình thấy là nó có lưng lửng như thế nào ha. Thì anh em nào thích thì có thể là canh energy hồi vào cái vùng là 1,4 hoặc 1,3 đô ha. Mình nghĩ là sẽ là một cái entry tốt hơn dành cho con energy nha. Và 1,3 đô thì nếu mà anh em thích thì có thể là canh bắt 1,4, hoặc còn trừ trường hợp nó giảm về 1,1 đô thì chúng ta vẫn còn tiền để đi xây thêm dành cho con này. One in nha. One in thì nửa đầu năm của 2021 thì có lúc nó tăng đến tận là bao nhiêu? Là tăng đến tận là 7 đô, thì mọi người gọi vui là từ một one từ one in đã tăng thành lên là 7 in, 7 in. Nhưng mà cái giai đoạn của hai của ngày 1 tháng 21 này, ngày 1 năm 2021 thì cũng tiệm cận đến cái vùng attack của nó. Ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là cái giá của nó đã giảm khá sâu rồi, và cái mức độ phục hồi lên của nó cũng phải là chưa phải là nhiều. Mình thấy nó phục hồi lên cũng ít thôi nha, cũng không phải là nhiều. Thì hiện tại thì ở gần nhà mình có một cái nhà họ sửa nhà ha, thì lâu lâu sẽ có những tiếng ồn đó, thì anh em cũng nên thông cảm cho mình một chút xíu ha. Thì cái giá hiện tại là giá 1,6 đô, 1,6 đô thì mình thấy là anh em khoan hẳn bắt con này một in one in này vào đi. Thì hiện tại thì mình thấy là cái sự phục hồi giá của nó cũng chưa có phải được lần là nhiều lắm mà. Thì anh em có thể chờ one in về vùng, mình nghĩ là cái con này vẫn quan sát thêm mà. Thì nếu mà nó về được 1,3 đô thì mình thấy là entry sẽ tốt hơn. Entry sẽ tốt hơn nha mọi người ạ. Kylin nha. Kylin là con này thì thời gian trước cách đây là khoảng tầm mấy hôm nữa, mấy hôm mình không nhớ, mình có cho con cho mọi người mua ở vùng 0,07 nè. 0,07 thì có lúc nó mình vừa con xong thì nó tăng đến tận là 0,1 rồi. Thì khoản lợi nhuận thì cũng tương đối là lớn, chỉ trong một cái thời gian là ngắn, chỉ trong vòng 1-2 ngày thôi. Nhưng mà hiện tại thì khi BTC đang có sự điều chỉnh về rồi, thì con Kylin này thì nó cũng đang có sự điều chỉnh về ha. Thì nếu mà ở thời gian mà trước thì khi mà BTC mình thấy BTC tốt á, thì cái ngay tại vùng giá 0,07 thì mình nghĩ là anh em có thể mua được rồi. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì quan trọng nhất là vẫn là BTC, nên chúng ta hiện tại vẫn quan sát thêm con Kylin. Nếu mà anh em nào muốn vào thêm thì chúng ta cần quan sát thêm con này.
Còn BSW sau khi mà nó được list trên Binance thì mình thấy là từ cái mức giá là 2,2 đô thì hiện tại thì mình thấy là nó cũng đang có sự điều chỉnh về rồi. Thì với những cái con mà mới được list như thế này thì chúng ta cần phải có một thời gian chúng ta quan sát nè. Nếu chúng ta mua vào ngay ở những thời điểm như thế này thì chúng ta khả năng cao là chúng ta đu đỉnh rất là dễ à. Chúng ta mua ở những cái vùng này là đu đỉnh là chắc rồi. Thì đối với những con mà mới list này, mặc dù được đánh giá cao nha mọi người ha, thì chúng ta vẫn phải cần có thời gian để nó đi với lại một cái biên độ là sideways, thì chúng ta mới lại mong chúng ta có nên là vào lệnh hay không. Còn hiện tại là đối với mình, con cái mức giá 1,2 đô dành cho con BSW này thì không phải là một mức giá quá cao, nhưng mà quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại vẫn là BTC. BTC là king của thị trường, là vua của thị trường rồi. Thì đối với biểu đồ BSW này thì cá nhân của mình thì mình vẫn đứng ngoài mình quan sát thôi. Con Moonbeam như là một hôm nay hoặc ngày mai hay là nó có lịch trả token nữa, thì mọi người thấy không, thì trước cái giai đoạn trả token thì nó sẽ đi sideways như thế này, và những ở gần thời điểm tiệm cận ở những cái ngày trả token thì nó sẽ bơm cái giá lên, có nghĩa là tung cái thông tin tốt lên làm cho cái chart nó đẩy lên, và sau đó thì nó lại xả xuống, là thì anh em tránh mua ở những cái giai đoạn thời điểm là gần những ngày trả token ha. Thì hôm nay hình như là hôm nay hoặc ngày mai trả token nhé, thì mình nghĩ là cái giá nó khả năng nó sẽ điều chỉnh xuống, thì có thể là một vài ngày sau hoặc nhiều ngày sau, thì anh em thấy là khi cái chart nó đã của nó đã ổn định và chúng ta có một cái điểm mua phù hợp rồi, thì chúng ta mới quan sát tiếp về con GLMR hay là con Moonbeam này ha. Đây còn con quay này thì sau khi mà nó đã phá ATH của nó thì mình thấy là có đợt bán rất là mạnh. Thì con quay này thì lúc ở cái mức là 31 đô, 31 đô thì mình có một anh em hỏi mình thì là anh ơi sao em thấy là cái con này nó giảm giá nhiều như vậy rồi, em có nên vào hay không? Mặc dù là mình thấy là cái giá giảm giá rất là nhiều như vậy rồi, nhưng mà lúc đó thời điểm đó thì ở cái mức là 3,1 31 đô, mình vẫn thấy là cái áp lực bán của con quay này nó rất là mạnh, thì mình cũng khuyên anh cái bạn đó là nên đứng ngoài quan sát thôi. Hiện tại thì khả năng thì con quay này nó sẽ vẫn giảm giá nữa, thì đến hôm nay thì nó giảm từ 31 đô là cách đây vài hôm, và hiện tại thì nó giảm đến tận 2-3 đô và nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại nha mọi người ơi. Thì mọi người nên khoan hẳn bắt đáy con này nha, thì không hiểu tại sao mà nó giảm giá khá là mạnh như vậy nha. Thì cũng có thể hình dung được là thời gian trước thì nó tăng rất là nhiều như vậy, từ mức cái mức 8 đô rồi, 8 đô mà trong một thời gian ngắn nó tăng lên đến tận 60 đô, quá kinh khủng luôn, tăng có nghĩa là tăng 8 lần luôn. Thì có thể hình dung là trong một thời gian ngắn như vậy thì nó tăng nhiều mà nó mà khi mà gặp BTC điều chỉnh như vậy thì nó cũng không có thoát khỏi được cái số phận của nó, và lập tức thì nó cũng bị xả rất là mạnh. Xả rất mạnh thì đối với những con như thế này, mặc dù được đánh có thể được đánh giá tốt nha, nhưng mà anh em vẫn đứng ngoài quan sát thôi, tại vì nó vẫn đang trong một cái giai đoạn trong một cái áp lực bán rất khá là mạnh của nó. Thì quay trở về BTC thì BTC hiện tại thì đang được hỗ trợ bởi cái khu vực là 42.000 đô, thì mình thấy là ở khu vực này thì BTC đã vẫn đang được hỗ trợ, nhưng mà nó mình nghĩ là nó không có phải là quá là cứng đâu mọi người, không phải là quá khu vực hỗ trợ quá là tốt đâu. Thì tại vì là ban đầu là cái mô hình nến tuần thì ở đầu video thì mình cũng phân tích cho mọi người rồi, thì một là một mô hình nến là sau hôm là một mô hình nến báo hiệu cho cái xuống giảm giá thời gian sắp tới. Thì đối với bản thân mình, khi mà BTC đã đóng một cái nến Marubozu rách xuống khu vực 45.000 này, thì ở những video gần đây thì mình cũng khuyên là anh em hạn chế, rất là hạn chế vào lệnh cho mình, trừ trường hợp những con nào mình thích quá thôi và nó về vùng entry thực sự là nó tốt thì chúng ta mới nên đi sell thôi, và chúng ta chỉ nên đi sell một phần vốn thôi, tại vì hiện tại thì xu hướng của BTC đang là xấu ha, nên chúng ta sẽ có những cái cách chơi để phù hợp cho bản thân mình. Thì hôm nay thì mình cũng phân tích về BTC, về cái dữ liệu on chain, mình thấy là nó có là có những cái thông tin lớn của cái thị trường vừa qua, và những đồng altcoin mà có biến động, và những đồng altcoin mà các bạn cũng nhắn tin nhờ mình phân tích. Thì nếu mà anh em nào mà đang nắm giữ đồng nào thì có muốn nhờ mình phân tích thì có thể là comment phía dưới video, hoặc có thể là join vào nhóm Telegram, link mình có để dưới phần mô tả. Thì ở những video tiếp theo thì mình cũng sẽ phân tích về những đồng đó, tại vì thời lượng video có hạn thôi, mình cũng không thể nào phân tích hết những cái đồng altcoin. Thì mục đích mình tạo kênh này để hiện tại thì để là mình chia sẻ những thông tin miễn phí đến cho anh em.
Thôi là chứ mình không có mục đích là thu phí của anh em, lùa các anh em vào nhóm VIP 50, bán 50 đô, 100 đô hàng tháng vào các nhóm VIP, hoặc là mình bán khóa học mà mình không, mục đích mình không phải như vậy. Mục đích là mình có thời, mình thấy là mình cũng có một cái thời gian rảnh vào ngày ha, nên mình muốn làm một cái video để mang đến những cái lợi ích cho cộng đồng thôi mọi người ha. Thì nếu mà anh em thấy video hay và hữu ích thì có thể để lại một like cũng như là đăng ký kênh hoặc là bật chuông thông báo để ủng hộ cho channel của Sài Gòn Crypto. Thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Cảm ơn mọi người.